vừa rồi các đồng chí đã chia sẻ với tiết dạy của đồng chí Dũng, và chúng qua tiết dạy của đồng chí Dũng thì chúng ta đã rút ra được rất nhiều những cái băn khoăn và những tâm đắc ở trong tiết dạy đồng chí, và cũng đã học tập được rất nhiều những cái điều mà đồng chí đã làm được và học sinh của lớp đồng chí. Thế thì để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt trong một buổi tuần sau của tổ thì các đồng chí thì tổ chúng ta sẽ dạy một tiết toán với cái phương pháp là dạy học theo hướng dẫn chuyên đề. Thì các đồng chí xem là đồng chí nào có thể mạnh dạn để xung phong dạy một tiết. À, đồng chí ạ. À? Tôi xin phép là xin đồng chí cho tôi phần sau tôi sẽ là người dạy cái tiết toán theo hướng dẫn chuyên đề để cho cả tổ cùng dự và các đồng chí sẽ học tốt tiết toán. Cảm ơn thầy. 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 Cảm À, cho cô biết trên bảng cô giáo có hình gì? Mời bạn Việt nào, cô giáo có hình thang nào. Vậy con có thể nêu cho cô được đặc điểm của chúng nhá không? Cô này, đặc điểm của chúng nhá là có một cặp đối và có một cặp cận đối diện song song với nhau. Rồi, cảm ơn con. Đáy lớn, độ dài là B. Chiều cao có độ dài là H. Vậy thì theo các bạn, làm thế nào để tính được diện tích của hình thang trên bảng? Làm thế nào để... Mời Văn Anh. Em thưa cô, chúng ta có thể cắt ghép hình và những hình đang biết diện tích ạ. Cảm ơn ý kiến của con. Cô muốn nghe thêm nhiều ý kiến khác nữa. Nào cô giáo mời Hồng Anh. Em thưa cô là chia nhỏ các hình ra và những cái hình đã học. Con muốn chia nhỏ cái hình ra. Tiến trình giải quyết vấn đề này thì đồng chí có băn khoăn ở cái lúc nào không?
trong năm cái bước mà đồng chí Hà, tại thì tôi thấy là băn khoăn ở cái bước mà khi mà học sinh nó khi mà học sinh thực hành đấy, họ sẽ như thế này tìm cái cách giải quyết đấy. Thì tôi quan sát thì thấy có cái nhóm đầu tiên thì ban đầu là các em học hơi lúng túng, nhưng mà sau đó là được sự giúp đỡ của giáo viên, các em đã tiến hành là làm và cắt ghép các hình rất tốt. Vâng, cảm ơn đồng chí ạ. Vừa rồi các đồng chí đã được nghe 9 ý kiến chia sẻ qua cái thuyết dạy của đồng chí Hà. Thế thì mong rằng là trong cái những điều mà đồng các bạn đồng nghiệp của mình đưa ra những cái băn khoăn và những tâm đắc, thì mong rằng là đồng chí Hà trong những tiết học và sau thì đồng chí luôn phát huy những điểm tích cực và khắc phục những cái mà đồng đội của mình vẫn còn băn khoăn.